Thần thổ địa. Thổ địa được tôn là Phúc Đức Chánh Thần. Danh xưng này kết hợp bằng bốn từ, chẳng dễ dàng có hay tùy tiện tôn đại. Phần đông những người kém hiểu biết còn lầm thổ địa với thần tài, nhưng thực sự không phải thế. Là thần thổ địa thì phải hội đủ bốn điều. Một, phải có đủ phúc báu. Hai, phải có đức hạnh. Ba, phải thuộc chánh đạo, không tà. Bốn, phải là yếu thần, tức vị thần rất quan trọng, không thể xem thường. Trong kinh Địa Tạng phẩm 10, từng nhắc và xác nhận, nếu người nào ăn chay, tu tốt, thì thần thổ địa rất hoan hỷ, luôn hộ vệ trú xứ đó hạnh phúc bình an. Bạn không nên cho rằng mình quy y rồi thì thành bậc chánh tâm, có phúc báo đức hạnh tốt, cao hơn và vượt xa tất cả. Xin bạn hãy nhớ câu này: đạo cao long phổ phục, đức trọng quỷ thần khâm. Bạn phải có đủ đức hạnh tốt thì quỷ thần mới khâm phục. Nếu đức hạnh thiếu, quỷ thần sẽ khinh chê bạn. Mà quỷ thần dù là hạng thấp nhất đi nữa, họ cũng có ngũ thông, còn chúng ta thì chẳng có thông nào. Điều mà chúng ta cần có là đức hạnh và lòng khiêm cung. Nếu ta tu mà có tâm cao ngạo, khinh rẻ quỷ thần hay bất cứ chúng sinh nào, thì chẳng xứng đáng là kẻ học Phật chân chính. Đại sư Thánh Nghiêm từng kể câu chuyện. Khi Ngài và đệ tử ở Pháp Cổ Sơn, lúc đi trên đường có ngang qua một miếu thổ địa nọ, Ngài bèn bước vào xá lễ. Vị đệ tử thấy vậy hết sức bất bình, nói liền: thưa sư phụ, đây đều thuộc phe đảng của Diêm La Vương, chẳng nên dây dưa, là người học Phật sao có thể xá lễ quỷ thần kia chứ? Ngài Thánh Nghiêm đáp: người học Phật đối với tất cả chúng sinh cần phải có tâm khiêm cung. Ta lễ kính là vì ông thổ địa đây cũng là bậc đức cao hạnh quý, hộ trì một phương. Nói xong, hai người lại tiếp tục đi. Nhưng chuyện xảy ra sau đó rất lạ. Khi họ đi qua một thửa ruộng, thì anh đệ tử không cẩn thận bị té nhào xuống, hạ thể dính đầy bùn, lại bị lún càng lúc càng sâu, không thể nào thoát ra được. Ngài Thánh Nghiêm lập tức hiểu ngay, mỉm cười bảo đệ tử: con hãy mau mau hướng về ông thổ địa sám hối, nói là đại thần chẳng nên chấp nhất lỗi người nhỏ mà chi. Đệ tử làm y lời thì chân liền bước lên được. Chuyện này là có thực, phải biết vị được làm thổ địa không phải là chuyện dễ. Ít nhất lúc còn sinh tiền đã tạo rất nhiều phúc thiện, đức hạnh cao, làm lợi cho một cõi bá tánh. Thế nên, sau khi chết rồi, căn cứ vào phúc đức, phẩm hạnh sâu dày mới có thể làm thần thổ địa. Vì vậy, bạn không nên xem thường công đức của thổ địa. Thần thổ địa cũng hộ pháp. Thí như bạn đến một địa phương nọ, tại địa phương này, của người thì người quản, của quỷ thần thì quỷ thần quản, mà cai quản chư quỷ thần đây, một số là thần hoàng thổ địa. Bạn nghĩ xem, nếu như chúng sinh cõi quỷ không ai quản, chẳng phải chúng sẽ làm loạn lên cả hay sao? Trong chùa có thờ cúng Dạ Lam Bồ Tát, hàng ngày đều tán tụng. Vị này cũng giữ việc quản lý quỷ thần, hộ trì an ninh cho các ngôi tự viện. Là người học Phật, đối với mọi người cần có tâm khiêm cung lễ độ. Huống nữa là đối với vị Phúc Đức Chánh Thần. Về điểm này, bạn phải nhớ cho kỹ. Không nên nghĩ rằng ta quy y rồi thì xem thường tất cả. Đã quy y rồi, nếu nhìn thấy ông thổ địa thì vẫn nên xá chào, để tỏ lòng cảm tạ Ngài đã hộ trì địa phương, khiến phong điều vũ thuận. Cần nên cảm ơn và học tập theo gương tốt của thổ địa, vì ông đã làm việc phúc thiện cho bá tính cả một vùng. Hành xử khiêm cung lễ độ như vậy mới là tô bồi thêm phúc đức cho mình. Điểm này rất quan trọng, không nên quên. Quy y Tam Bảo là quy hướng nương về Tam Bảo, còn cung kính đối với thổ địa là cảm ơn ông.
phải biết chuyện xá lễ tuyệt đối không thể thay thế cho quy y, không phải là quy y ông. Sống phải biết cung kính và cảm ơn, đây chính là phẩm đức và nhân cách cần có của con người. Chúng ta không nên kiêu căng khinh mạn, vì cống cao ngã mạn là điều đại kỵ đối với người học Phật. Mỗi vị Phật đều có danh hiệu biểu trưng như Phật là Vạn Đức Trang Nghiêm, Bồ Tát Quan Âm là Từ Bi, Bồ Tát Địa Tạng là Hiếu Thuận, Ngài Văn Thù là Trí Tuệ, Thần Già Lam là Trung Nghĩa, còn Thổ Địa thì là Phúc Đức Chánh Thần, vì ông có phúc báo lẫn đức hạnh. Chúng ta xá chào Thổ Địa không phải để cầu xin chi, mà chỉ là muốn làm giống như ông, học hạnh phụng hiến, muốn biểu lộ lòng cảm ơn, tri ân ông mà thôi. Thế nên, mọi người phải khéo tu và quan tâm bảo vệ chánh pháp, đạo tràng. Quý vị hành trì kinh Địa Tạng thì nên cung kính cảm tạ Thần Hoàng, Thổ Địa, đó là thể hiện lòng tri ân. Sư Quảng Hóa. Vấn xuyên đại địa chấn. Cả đời tôi tin sâu hai điều. Thứ nhất, nhân quả Phật giảng chân thật không dối, người ta thật sự có bị báo ứng nhân quả. Thứ hai, có những cảnh mắt thịt chúng sinh không nhìn thấu nhưng vẫn hiện hữu, và người học Phật chân chánh có thể cải đổi vận mệnh. Tôi muốn nói rằng, không có việc gì vô duyên vô cớ xảy ra. Xin lấy chuyện chồng và con gái tôi mà nói, nhân duyên rất xấu. Cho dù tôi học Phật nhiều năm, song vẫn khó thể buông xả cắt đứt. Trong giấc mộng mới đây, tôi mơ thấy có một kiếp mình là tú tài nghèo, đã có vợ rồi, nhưng vì muốn cưới vợ bé mà ruồng bỏ vợ lớn. Con gái hiện nay của tôi vào kiếp trước là thiếu nữ, từng bị tôi cưỡng bức. Cô ta căm giận nói, tôi thù ông đời đời kiếp kiếp, nguyện sẽ làm ông tiêu tan tất cả. Tỉnh dậy tôi ngẫm kỹ, theo quả đúng không sai. Đời này tôi mang thân nữ, lo nhà cho chồng xong thì chia tay. Hiện nay chồng và con gái đối với tôi lạnh nhạt như người dưng. Họ chỉ liên hệ khi cần tiền, ngoài việc đó ra thì chẳng thèm lý đến tôi. Những chuyện xảy ra cho chính bản thân tôi đều là có thực. Hôm nay tôi kể ra chỉ mong rằng những ai hữu duyên xem đến bài viết này sẽ cảnh giác, nhất tâm nhất ý, sám hối tu hành, làm theo lời Phật dạy, chọn pháp môn tu thích hợp căn cơ mình, hành cho thấu đáo để giải thoát xa lìa khổ đau. Riêng bản thân tôi tu pháp môn niệm Phật. Cha mẹ tôi qua đời rồi, tôi mới biết đến Phật Pháp. Ở công ty, cha mẹ của tôi luôn được mọi người ca ngợi là hiền lành, trung thực, tốt bụng. Nhưng mẹ tôi đến 57 tuổi thì chết vì bệnh ung bướu thực quản. Phụ thân tôi lúc 63 tuổi thì bị gãy xương chân dẫn đến bại liệt và qua đời. Song thân tôi đồng mất trong một năm, chỉ cách nhau 3 tháng. Sau khi cha mẹ tôi mất, đã để lại cho tôi rất nhiều đả kích, khiến tôi hầu như sống không bằng chết. Có một thời gian tôi rất muốn chết luôn theo họ. Trong tình huống tinh thần suy sụp như thế, tình cờ tôi biết đến Phật Pháp, thật là tri ân. Khi đó sư huynh khuyên tôi nên tụng kinh Địa Tạng. Tôi nhất tâm nhất ý thực hành, không có bất kỳ tạp vọng nào khi tụng kinh. Tụng đến chỗ nàng Quan Mục độ mẫu thân, tôi cảm động vì lời thệ nguyện lớn lao của nàng.
nên lệ tuôn đầm đìa, đồng thời lòng như dao cắt khi nghĩ đến song thân, đau đến không muốn sống. Sau đó tôi mơ thấy Bồ Tát Quan Thế Âm bảo tôi: "Con đừng buồn thái quá, cha mẹ con lâm bạo bệnh qua đời là do nghiệp lực chiêu cảm." Bỗng nhiên tôi hiểu ra, do cha mẹ tôi sát sinh quá nặng, mẹ tôi ưa giết gà, còn cha tôi ưa bắt cá, bắn chim. Trong Kinh Địa Tạng đã tả đủ tướng trạng và tội nghiệp của người, trong đó có cha mẹ tôi. Lúc chưa biết Phật Pháp, tôi cũng đã đích thân chứng kiến. Lúc đó tôi còn cho là có lẽ do bệnh nằm lâu trên giường, bị tiêm thuốc mãi nên phát sinh ảo giác. Nhưng thực ra không phải thế. Đến sau này khi tôi tụng Kinh Địa Tạng, thấy tả cảnh oan gia trái chủ giả biến làm thân nhân người mất đến dẫn dụ họ đi, thì tự dưng đầu óc bừng tỉnh và hiểu ra. Thậm chí những việc hồi nhỏ tôi đều nhớ lại rõ hết, giống như xem cuộn phim chiếu trên màn bạc vậy. Tụng Kinh Địa Tạng đến ngày thứ ba, tôi lại nằm mộng thấy Bồ Tát Quan Âm bảo: "Cha con đã đến Tây Phương, nhưng mẹ con thì còn hiện tướng. Thân trên là người, còn thân dưới có một chân là dê, một chân là bò." Nguyên là mẹ tôi hồi còn sống ở thế gian rất ưa ăn thịt bò, dê, còn hay giết gà. Bà bị bướu thực quản phải mổ, xem như bà giết gà thế nào thì khi mổ giống thế ấy. Cổ bị rạch 10 cm, bụng cũng bị mổ, thảm đến chẳng nỡ nhìn. Cha tôi hồi còn sống ưa bắt chim trói chân chúng lại. Ngày nọ ông té từ trên cao xuống đất, khoảng cách chỉ độ 1 mét, vậy mà bị gãy chân dẫn đến liệt não, khổ hết chỗ nói. Sở dĩ tôi kể lể dài dòng là vì muốn chư vị hiểu rõ, ai được nghe Phật Pháp là có phúc duyên rất lớn, hãy dốc lòng tha thiết, nguyện, tinh, hành và đem lòng tri ân, tự biết lỗi sám hối, chân thành tu niệm. Còn một việc nữa, trước đêm Vấn Xuyên bị đại địa chấn, tôi nằm mơ, thấy rất đáng sợ. Có thiên nhân phẫn nộ nói: "Bọn các ngươi những tội sát, đạo, dâm vọng, không ác nào mà không làm. Kể cả kẻ tu học Phật mà tâm miệng chẳng tương ưng, phải để cho các ngươi tự nếm ác quả của mình." Nói xong, một chân thiên nhân tung ra đạp chết rất nhiều người, đá sập rất nhiều nhà. Bàn chân ông to khổng lồ, định tiến tới giẫm đạp tôi. Tôi phát hoảng, vội cầm miếng giáp sắt màu trắng che trên đỉnh đầu, miệng liên tục niệm Nam Mô A Di Đà Phật và thoát nạn. Tỉnh dậy, mồ hôi tuôn đầy, nghe ngoài đường con chó đối diện sủa rất ghê. Tôi lập tức ngồi bật dậy đọc câu Phàm hữu tướng gia thị hư vọng, để tự trấn an mình. Nào dè trưa hôm sau, Vấn Xuyên xảy ra động đất. Điều thứ ba là, lúc tôi học Phật, có một dạo hay chạy đông rảo tây, đối với việc tu học và pháp môn niệm Phật sinh thối tâm, nên có lúc muốn buông hết, bỏ không tu nữa. Nào dè tối đó tôi nằm mộng, thấy Phật Thích Ca bảo: "Con phải kiên tâm, Tây Phương có Cực Lạc, có Phật A-di-đà." Nói xong Ngài đưa tay chỉ, tôi liền thấy Phật A-di-đà tỏa ánh kim quang chói lọi chiếu đến tôi. Giữa không còn xuất hiện hàng chữ vàng thật to, trên viết mấy chữ: "Tây Phương có Cực Lạc, Tây Phương có Phật A-di-đà." Qua đây tôi muốn nói, nhân quả không hư dối. Kinh Kim Cang từng ghi: "Lời Như Lai là chân ngữ, thật ngữ, bất dị ngữ." Quả đúng như vậy. Hôm nay tôi kể những việc này, theo Phật Pháp giảng là không nên nói ra, nhưng do tôi thấy rất nhiều chúng sinh học Phật chỉ chú trọng hình thức mà chẳng thật tu, trong lòng rất đau xót. Phật Pháp không dễ gặp, không dễ được nghe, thân người cũng khó được. Ai được nghe, được biết đến Phật Pháp thì có thể nói là nhiều đời nhiều kiếp họ đã trồng căn lành chín mùi nên mới được gặp Phật Pháp. Đã gặp rồi thì nên tu tốt để báo đáp Phật ân. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả,
cầu cho tất cả oan thân trái chủ, những chúng sanh bị hại, đời này tâm hận chấp tiêu trừ, phúc huệ tăng trưởng, sớm vãng sinh thiện đạo. Cư sĩ Viên Chiếu. Nữ sĩ Viên Chiếu tụng kinh Địa Tạng đạt hiệu quả rất mau, vì cô không khởi tạp niệm. Khi tụng đến chỗ nàng Quan Mục độ mẫu thân, cô cảm động vì lời thệ nguyện lớn lao của nàng. Lệ tuôn đầm đìa, lòng như dao cắt khi nghĩ đến song thân. Đây là hiếu tâm và sự đồng cảm với tâm tình của nàng Quan Mục. Do vậy mà chiêu cảm Bồ Tát Quan Thế Âm báo mộng, mô tả rõ cảnh trạng hiện thời của song thân cô. Đây là lý do vì sao có người mới tụng vài bộ thì đạt cảm ứng liền, có người lại chẳng thấy chi, là do có đủ thành tâm hay không thôi. Điểm thú vị là kinh Địa Tạng tuyên dương ca ngợi Bồ Tát Địa Tạng và giảng rõ công hạnh thệ nguyện của Ngài. Nhưng lần này, vị Bồ Tát báo mộng lại không phải là Bồ Tát Địa Tạng, mà là Bồ Tát Quan Âm. Chứng tỏ chư Bồ Tát luôn hỗn tương liên kết, không hề phân biệt đùn đẩy trách nhiệm như phàm nhân. Phật ký thác chúng sinh cõi Ta Bà cho Bồ Tát Địa Tạng và yêu cầu Bồ Tát phải độ cho chúng sinh không đọa ác đạo cho đến trước khi Bồ Tát Di Lặc, vị Phật tương lai giáng trần. Đây là một trọng trách cực kỳ khó, vậy mà Bồ Tát Địa Tạng vẫn hứa. Phật từng xác nhận Ngài và chư Bồ Tát từng hóa thân trăm ngàn ức vào cõi Ta Bà độ chúng sinh, chắc chắn Bồ Tát Địa Tạng vẫn phải tiếp tục độ chúng sinh như lời đã hứa với Phật. Mà cách tốt nhất giúp chúng sinh không đọa cõi ác là giúp họ hiểu nhân quả để hành đúng chánh pháp, biết tự bảo vệ mình. Có điều khi chúng ta được tiếp xúc với hóa thân Bồ Tát Địa Tạng, ta vẫn không hề hay biết và chẳng nhận ra. Song cũng rất dễ nhận ra Bồ Tát, vì bất cứ ai gặp Ngài hay ở xa mà nhận được lời dạy của Ngài thì đều có chung một điểm là lực tỉnh giác mãnh liệt, tinh tấn tu, dũng mãnh, nguyện dứt ác tu thiện, bỏ mặn ăn chay, nghiêm trì giới luật, chặn đứng con đường sa vào ác đạo ngay trong hiện đời. Chị của Ít Tây. Bài này là nguyên tác của A Minh, thuộc bên Phật giáo Tây Tạng, kể về một phụ nữ tự sát. Thông thường những người tự sát đều đọa địa ngục, nhưng nhân vật nữ trong đây không những chẳng đọa địa ngục mà còn chuyển sinh làm nam. Xin chuyển đến quý vị làm tư liệu nghiên cứu. Trong giới luật Phật giới, không những cấm tự sát mà còn luôn nhấn mạnh tự sát là tội cực kỳ nặng. Người tự sát lúc chết, thân tâm mang nhiều thống khổ, tạo thành cừu hận. Vì những niệm này mà sau khi tự sát rồi, nếu phúc mỏng phải sa vào địa ngục, thọ đại thống khổ. Những người có hành vi tự sát ngay trong đời này là đã gieo hạt giống tự sát vào tàng thức, tạo thành tập quán, nên có thói quen ưa tự sát, khiến tương lai đời đời kiếp kiếp họ rất dễ dàng tái lập hành vi tự sát. Hơn nữa, kiếp sống nào cũng bị quả báo mang nhiều bệnh, đoạn thọ, vì tội không biết trân quý sự sống mình từng có được. Trong bài này, người tự sát là chị của Ít Tây. Chị ông từ khi phát hiện ngực mình có khối u, khi đến y viện khám mới hay là ung bướu ác tính thời kỳ đầu, bắt buộc phải phẫu thuật. Nhưng do y viện không đủ điều kiện nên phẫu thuật không thành công mà còn dẫn đến hậu chứng viêm nặng. Sau đó bệnh phát tán dữ dội. Chị ông chữa trị một thời gian rồi,
do chịu không nổi bệnh đau và thống khổ hành hạ, lại vì bệnh này mà khiến kinh tế gia đình càng thêm khó khăn, cùng đường chị treo cổ chết. Ích Tây mỗi lần kể lại chuyện này tỏ ra rất thương tâm. Ông đã mời thỉnh rất nhiều cao tăng người Tạng lẫn Hán, liên tục tụng kinh cầu siêu cho chị mình. Do tôi và Ích Tây có duyên lành, may mắn được quen nhiều vị có thần thông, vì vậy ông đã nhiều lần hỏi họ về việc chuyển thế đầu thai của chị mình. Kết quả, mỗi lần hỏi đều có đáp án trùng khớp giống nhau đến ngạc nhiên. Trong đây có vài lần tôi tận mắt chứng kiến, vì muốn cho quý vị có tư liệu tham khảo nên tôi không ngại mình vụng về thiển lậu, xin ghi ra đây để chia sẻ. Do chuyện này xảy ra đã khá lâu nên khi thuật lại khó đầy đủ chi tiết, nhưng điểm chính là việc này hoàn toàn có thật, ngàn chân muôn thật. Lần thưa hỏi vị thần thông thứ nhất, tôi quen nữ lạc ma này nên đã xin bà cái hẹn để dẫn Ích Tây tới gặp, giúp ông giải tỏa những điều thắc mắc. Dù Ích Tây nghe tôi giới thiệu rồi, song vẫn có chút hoài nghi về năng lực của vị này. Gặp nhau xong, qua một hồi thưa hỏi, ông mới tin vị này thật sự có thần thông. Thế là ông hỏi việc chuyển thế của chị mình. Sau một hồi quan sát, vị sư nữ này tả rõ tình huống chuyển thế của chị ông. Mặc dù tôi có mặt tại đó, nhưng thời gian tính đến nay đã quá lâu, nên quên hết các tình tiết tỉ mỉ. Tôi chỉ nhớ rằng vị này nói chị của Ích Tây đã chuyển thế đầu thai đến một gia đình có 6 người, hiện là một bé trai 2 tuổi. Còn tả rõ nhà đó có mấy phòng, không phải nhà lầu, xây nơi sườn núi và có một con sông gần đó, tương đối bà mô tả rất kỹ. Nghe vậy, Ích Tây nửa tin nửa ngờ, bởi lúc chị ông chết, người trong nhà không kịp báo tin cho ông hay, phải một thời gian lâu ông mới biết. Ích Tây nghĩ rằng chị mình treo cổ chết, hơn nữa suốt trong 49 ngày, người nhà không có mời đại đức cao tăng siêu độ. Như vậy, theo lý, đương nhiên thì phải vào địa ngục, không thể nào có chuyện chị chẳng vào địa ngục mà còn được chuyển sinh làm nam. Tôi bèn biện bác, cho dù anh biết hung tinh chị mất rất muộn, nhưng cũng đã tận lực tụng kinh cầu cho chị, nên nhờ vậy mà chị được siêu thoát. Hơn nữa, số tuổi đứa bé tái sinh kia xét ra rất ứng hợp với thời gian từ sau khi chị anh mất. Nhưng Ích Tây vẫn không chịu thừa nhận. Anh khăng khăng nói là mình tu hành không giỏi. Cho dù có tụng kinh cầu siêu thì cũng không có đủ uy lực mạnh như thế. Tôi phản đối, người tụng kinh có thể kém công đức, nhưng uy lực kinh điển Đại Thừa là vô biên, hơn nữa nghiệp duyên không thể nói hay suy lường được. Chị anh chẳng vào địa ngục mà chuyển sinh làm nam cũng không phải là chuyện lạ khó tin. Hơn nữa, anh cũng có mời chư tăng Hán Tạng cầu cho mà. Nhưng Ích Tây vẫn còn băn khoăn. Lần hỏi thứ hai, sau đó 2 năm, tôi và Ích Tây lại tìm hỏi một vị thuật sĩ là Lạc Ma Kiên Tán. Ông này sau một hồi quan sát đã cho đáp án giống y như lời vị nữ Lạc Ma trước đây đã nói, nhưng ông mô tả tỉ mỉ hơn. Có điểm khác biệt là bé trai kia giờ đã tăng thêm 2 tuổi, do 2 năm sau Ích Tây mới thưa hỏi tiếp. Lần này Ích Tây rất kích động, anh đã bắt đầu tin về tình huống chuyển sinh của chị mình. Nhưng anh vẫn nói với tôi, phải thỉnh một vị thượng sư tu Kim Cang Thừa quán sát giùm cho lần nữa, thì anh mới yên lòng. Lần thứ 3, thỉnh vị Phật sống Ca Chu, trứ danh cầu mộng quan sát. Chúng tôi quen một vị lạc ma nổi danh ở huyện lân cận. Kiếp trước ngài là một Rinpoche vô cùng nổi danh ở đất Tạng, hầu như ai cũng biết. Mặc dù đời trước ngài có học thức vô cùng uyên thâm, nhưng ngài lại nổi tiếng về thần thông cao tột. Đời này ngài tái sinh, xuất gia học pháp tu trì, sự nghiệp độ sinh vô cùng sung mãn, vẫn hiển lộ nhiều chuyện thần kỳ. Tôi và Ích Tây rất có duyên lành với ngài. Hơn nữa, ngay lần đầu Ích Tây đến bái kiến thượng sư, thì đêm trước đó ngài đã mơ thấy một điềm lành.
Chúng tôi ngủ tại chỗ thượng sư mấy tháng, cùng học tạng ngữ và giúp ngài về Hán ngữ. Hôm nọ, Ích Tây thu hết can đảm hỏi thượng sư về việc chuyển thế đầu thai của chị mình. Phải nói là Ích Tây rất có duyên lành nên được thượng sư đặc biệt quan tâm. Tối đó, ngài nhập mộng quan sát. Sáng ra, ngài truyền thị giả kêu tôi và Ích Tây vào phòng mình, rồi dịu dàng thuật lại tình huống chuyển sinh của chị Ích Tây. Về căn bản thì cũng giống như hai lần trước. Có khác chăng là thượng sư giải thêm cho Ích Tây hiểu, do bé trai hậu thân của chị ông kiếp trước tự sát chết, nên đời này sẽ phải chiêu lấy hậu quả bị nhiều bệnh hoạn đoạn thọ. Vì vậy, Ích Tây cần phải tụng kinh và phóng sinh thật nhiều để hồi hướng cho chị, mai ra mới có thể hóa giải tình huống bất lợi kia. Cuối cùng thượng sư nói, chỗ của chị ông chuyển thế, cư ngụ rất gần nhà Ích Tây. Ngài mỉm cười hỏi Ích Tây, còn có muốn đi tìm gặp bé trai là chị mình chuyển sinh hay không? Lần này Ích Tây đã hoàn toàn tin vào việc đầu thai vào cõi thiện của chị mình. Hơn nữa, đối với thượng sư còn phát sinh niềm tin vô hạn. Anh xin được thọ giáo, học pháp với ngài. Thượng sư bèn quan sát căn cơ và nhân duyên Ích Tây, rồi truyền cho anh pháp bổn tôn phi thường thù thắng. Sau đó, ngài giới thiệu anh đến thọ giáo với một vị lạc ma thành tựu đại viên mãn. Thật không ngờ, vị thầy mà Ích Tây đến thọ pháp lại chính là sư Kiên Tán. Thực ra còn có mấy vị thượng sư khác nữa cũng đều giải rõ chuyện này, nhưng tôi chỉ kể bao nhiêu đây thôi. Tự sát đọa cõi ác. Thượng sư Đạt Ni được công nhận là một vị hóa thân thù thắng, công phu cao, thành tựu đại viên mãn. Thời thanh niên, ngài trường kỳ bế quan khổ tu, chứng thực kiếp trước, giác tỉnh tròn đầy. Bề ngoài, ngài làm ra vẻ như là kẻ phong điên, nhưng có đủ thần thông tự tại. Ngài thường đem giáo pháp làm lợi chúng sinh hữu duyên. Mặc dù có thần thông, nhưng ngài không hiển lộ cẩu thả, chỉ khi quán sát cơ duyên kỹ càng rồi, ngài mới thực hành bi hạnh lợi sinh. Thế nên, dù có nhiều người thỉnh ngài quán sát vị lai hay các nhân duyên khác, ngài thường dịu dàng từ chối, lấy cớ mình là phàm phu, không rành việc ba đời, và giải thích rằng tất cả đều do nghiệp quá khứ đã chín mùi nên trổ quả, cần thản nhiên gánh lấy và chân thành cầu tam bảo gia trì cho tất cả vô ngại. Nhưng khi gặp nhân duyên thù thắng, thì ngài cũng tùy cơ tiết lộ, làm lợi cho chúng sinh hữu tình. Bây giờ, tôi xin ghi sơ lại những điều mình đích thân chứng kiến cảnh ngài dùng trí tuệ cao thâm quan sát nhân quả ba đời để chia sẻ cùng mọi người. Đầu tháng 6 năm 2000, ngài được mời đến Trung Quốc Hoằng Pháp, tạm trú vài ngày ở thành đô, được vô số tín chúng đến bái kiến thỉnh giáo. Ngài không nề mỏi mệt, luôn đáp ứng cho họ mãn nguyện. Một chiều nọ, có cô X khoảng tuổi trung niên đến bái kiến thưa thỉnh, cầu ngài quán sát xem dùm tình huống chuyển sinh của thân mẫu đã quá cố. Cô X kể rằng vào năm 1994, do gây cãi trong gia đình, mẫu thân cô uống thuốc độc tự sát. Khi đó cô chưa biết Phật Pháp, chưa quy y Tam Bảo, do chẳng hiểu đạo nên không kịp thời làm siêu độ cho mẫu thân. Mấy năm sau cô mới quy y Tam Bảo, học hỏi giáo lý Phật và biết được người tự sát đa phần
đều phải đọa địa ngục. Do vậy trong lòng hết sức lo âu, nên khẩn cầu Ngài quán sát siêu độ giùm. Sau khi tôi phiên dịch cho Ngài nghe xong, Ngài khai thị: Ta là phàm phu, không thể quán sát mẫu thân con hiện thời ở đâu. Nhưng nếu như con phóng sinh 500 mạng, ta sẽ phụ gia công tu trì hồi hướng, người chết ắt có thể vãng sinh cõi lành. Cô X nghe vậy, cảm ơn dạng phần, không ngừng hướng Ngài đảnh lễ, mắt tuôn lệ đầm đìa. Có lẽ nhờ khiếu tâm cô chiêu cảm, đại sư bỗng thốt ra lời giải rõ việc chuyển sinh của thân mẫu cô. Té ra mẫu thân người Ấn Độ của cô sau khi tự sát rồi lập tức đọa vào cõi ác, sinh làm độc xà. Cứ thế trải qua nhiều kiếp sinh sinh tử tử, bà vẫn làm độc xà, chưa từng thoát ly thân rắn. Sau này nhờ người nhà thỉnh tăng chúng siêu độ cho, nên thân mẫu cô trong thời gian ngắn tạm thoát kiếp độc xà, được chuyển sinh vào cõi lành. Nhưng do thiếu thiện căn, chẳng được biết Phật pháp tu trì, nên bà lại đọa làm độc xà tiếp tục. Cứ thế bà mang thân rắn tới lui rất nhiều lần. Kỳ này đại sư đặc biệt hứa sẽ tụng kinh gia trì, hỗ trợ bà vãng sinh tịnh độ. Ngài còn dặn dò cô X nhất định phải tạo phúc như phóng sinh, tụng kinh, hồi hướng thêm cho mẹ. Tôi phiên dịch lời Ngài dạy cho nữ sĩ nghe. Cô phi thường cảm kích, xác nhận sư nói về mẹ cô như thế là rất đúng. Bởi vì lúc mẫu thân qua đời, cô vẫn chưa quy y, mãi đến năm 2005 mới bắt đầu quy y. Quy y xong thì cô đã nhiều lần tại các chùa trên đất Hán tổ chức đạo tràng thủy lục để cầu siêu cho mẫu thân. Sau đó cô thường nằm mộng thấy mẹ mình hiện tướng rất thống khổ, vì vậy trong lòng luôn lo lắng bất an. Gần đây có lần cô nằm mơ thế này: mới đầu thấy mình cùng mẫu thân đi dạo trên đại lộ, sau đó thì không thấy mẫu thân đâu, chỉ thấy có con đại mãng xà đang đẻ trứng trên đường. Tỉnh mộng rồi, trong lòng cô càng thêm bất an khủng hoảng, sợ rằng mẫu thân đã đọa vào thân rắn. Lần này, nghe tin đại sư tạm lưu lại thành đô, cô mạo muội đến thỉnh giáo. Không ngờ, may mắn được nghe Ngài nói ra chuyện chuyển sinh của mẹ. Đối với ân đức này, cô vô vàn tri ân và càng tăng thêm tín tâm. Cô hứa sẽ làm theo lời Ngài dạy, nỗ lực tạo phúc cho mẹ và xin được y chỉ thượng sư, nương theo Ngài tu trì thật tốt để sớm thoát luân hồi, làm lợi chúng sinh. Những người có phúc duyên hiện diện tại đó, sau khi nghe đại sư giảng, đều phát sinh tín tâm đối với Ngài và nhân quả ba đời, nguyện theo Ngài hành pháp tu trì. Những điều tôi ghi thuật ra đây đều có chúng cư sĩ tại hiện trường làm chứng là chuyện chân thực, không dối. Giải thích thêm: có những cuốn sách do người khai mở thiên nhãn bên Tây Phương lẫn Đông Phương viết thuật. Họ kể về cảnh giới của người tự sát sau khi chết rất thê thảm, có nhiều điểm giống nhau. Nếu người tự sát biết rõ cảnh khổ khốc liệt đang đón chờ họ, thì chắc chắn họ sẽ không dám tìm đến cái chết. Kẻ tự sát sau khi chết rồi phải nhận lãnh thống khổ to lớn gấp trăm lần khi sống. Tất nhiên, thông thường họ phải đọa địa ngục. Nhưng do dương thọ chưa tận, đời này quả báo phải trả cũng chưa hoàn xong, nên quả báo càng chồng chất và họ phải tự gánh lấy. Chưa kể còn có thêm tội bất hiếu và tội tự hủy hoại thân. Sau khi người tự sát được định án xong, liền bị quỷ sứ đưa đến chỗ họ đã tự sát. Nếu tuổi thọ họ là 70 mà 40 tuổi đã tự sát, thì họ phải quay về địa điểm mình đã tự sát, hàng ngày tái hiện lại hành vi này. Kẻ nhảy lầu thì mỗi ngày đều tại địa điểm đó tái hiện động tác nhảy lầu. Nghĩa là phải diễn lại động tác đã tự sát của họ suốt 30 năm, cho đến khi hết dương thọ thì mới rời khỏi nơi đây và quay xuống địa ngục thọ báo. Mãn kiếp thì lên làm súc sinh hoặc người không bình thường hay tàn tật. Hơn nữa, họ còn bị nghiệp tự sát tiền thế một bề đeo đẳng,
khiến họ đời đời kiếp kiếp ưa tự sát. Điều này rất đáng sợ, vì chủng tử tự sát đã đeo theo, ăn sâu vào tàn thức họ. Vì vậy, ngàn vạn lần bạn không nên tự sát, vì sẽ khổ vạn kiếp khó ngoi lên. Lạt Ma Đỉnh Quả Khâm từng nói, khi một người chọn tự sát, trừ việc thần thức phải đi theo ác nghiệp ra, họ tuyệt không có được lựa chọn nào khác. Chưa kể, họ có thể bị lệ quỷ khống chế, sử dụng lực sinh mệnh của họ. Lúc sống, đa số người đều cho rằng chết là hết, là kết thúc, là giải thoát khỏi mọi thống khổ. Họ hoàn toàn không biết rằng sau khi tự sát xong, họ sẽ khổ khốc liệt. Lúc này có hối hận thì cũng đã muộn. Những phong tự sát rất khó có được cơ hội sinh làm người. Bởi thân người khó được mà họ lại chẳng biết trân quý, tự đi tìm cái chết, phụ bỏ thân người, phụ bỏ cơ hội sống nhân nghĩa lương thiện, phụ bỏ ân dưỡng dục của cha mẹ. Người tự sát còn gây ra nhiều ảnh hưởng xấu cho nhân gian, nên họ thường phải sinh vào cõi thú, không dễ mang thân người. Hướng Phật xin công tác. Tôi học Phật được mấy năm, do gần đây con trai bị bệnh, tôi đã đem cháu đi chữa trị khắp nơi nhưng vô hiệu. Sau này tình cờ lên net nhìn thấy trang web Tiểu Viện Sơn Tây của Phật giáo, tôi bèn thỉnh một cuốn kinh Địa Tạng đem về nhà đọc, với hy vọng biết đâu may gặp thuốc hay có thể cứu được con. Thế nhưng vừa mới lật vài trang đã thấy quá khó, do văn từ nhiều, lại là chữ phồn thể, hơn nữa trong đây còn miêu tả rất nhiều loài quỷ thần, hoàn toàn trái ngược với thuyết vô thần và quan niệm của thế giới hiện đại mà tôi từng học trong trường. Đọc kinh không hiểu nên tôi rất muốn nghe giải thích, vì vậy tôi bèn lên mạng tìm trang web giảng giải kinh của sư Tịnh Không. Kể từ đó tôi được lợi rất nhiều. Rõ ràng nhất là sức khỏe tôi được cải thiện tốt hơn. Trước đây tôi theo phong trào giảm cân, ăn kiêng nhưng không giảm mập, còn khiến bao tử, ruột bị bất ổn. Trong người nóng, sinh chứng bí tiểu, không còn khí lực, sức khỏe rất tệ. Tụng kinh được mấy năm tôi thấy sức khỏe mình chuyển tốt hẳn lên, đặc biệt là bệnh của con trai. Khi ở trong thành tôi vô phương chữa trị chứng co rút của cháu. Lúc về quê thì tình cờ gặp một vị đông y vô cùng hiền thiện. Trải qua gần một năm chẩn trị, bệnh tình thằng bé hồi phục hết 9 phần 10. Đây cũng là động lực khiến tôi càng kiên trì tu học Phật. Năm nay, vì lý do cá nhân tôi nghỉ việc, ở nhà ngót 6 tháng. Sau đó tôi quyết định đi tìm việc mới. Nhưng một kẻ không có sở trường chuyên môn như tôi, lại ở vào độ tuổi trung niên, không có tài gì vượt trội lớp trẻ, nên tôi có cảm giác nếu không khéo sẽ bị xã hội đào thải. Bởi vào những năm 2008-2009, các thế hệ hậu bối nhân tài xuất hiện đầy, nên một phụ nữ trung niên như tôi muốn tìm được công tác thích hợp không phải là chuyện dễ. May mà tôi được nghe Phật Pháp, gặp Thầy chỉ dạy, nên hiểu tất cả đều là nhân duyên, vì vậy mà có thể quẳng gánh ưu tư để vui vẻ sống. Trong lúc lên net tình cờ, tôi nhìn thấy các pháp hữu, huynh đệ khác cũng đăng tin trao tìm việc, xem rất hay, lạ và thú vị. Thế là tôi cũng bắt chước tự thảo một tờ đơn tìm việc như sau. Tôi rất mong tìm được việc theo tiêu chuẩn: 1. Chánh nghiệp, chánh mạng. 2. Chỗ làm gần nhà để có thời gian học Phật. Xin phát nguyện: 1. Mỗi một cử tâm động niệm đều luôn cẩn thận, nguyện đoạn ác tu thiện, cầu sinh tịnh độ. 2. Hằng ngày xin tụng một bộ kinh Vô Lượng Thọ, niệm Phật từ một tiếng đồng hồ trở lên, lạy Phật 100 lễ. 3. Nếu có được công tác rồi thì mỗi tháng sẽ trích ra 20% thu nhập
dùng làm từ thiện, in ấn, phóng sinh, cứu bần, vân vân. Tờ nguyện vọng công tác tôi viết giản đơn, bởi vì thấy mình không có phúc báu nên chẳng dám đòi hỏi nhiều, chỉ mong được chỗ làm gần nhà, có thời gian chăm sóc gia đình và tu học thì quý rồi. Tờ đơn tìm việc viết xong, tôi cứ theo công khóa ấn định trong đó mà thực hành. Nếu có thông báo tuyển người thì sẽ thấy trên mạng. 2 tuần trôi qua chưa có kết quả gì. Đến tuần thứ 3, thấy trên mạng có nhà nọ thông báo tuyển dụng. Nhưng xem lại điều kiện, tôi thấy không hợp với mình nên chẳng xin vào. Lại mấy ngày trôi qua, có đơn vị nọ thông báo tuyển dụng. Tôi thu hết can đảm viết đơn xin việc, gửi đi. Nào ngờ được công ty hồi đáp, mời đến gặp mặt thử. Sau đó tôi vào sở làm như hiện nay. Sáng 9 giờ, chiều 5 giờ, chỗ làm cách nhà chừng 45 phút lái xe, y như tâm nguyện mong muốn của tôi. Vì đây là công tác giúp đỡ người, thuộc chánh mạng, chánh nghiệp. Tôi nhớ đến lời sư Tịnh Không từng nói, trong Phật môn có cầu tất ứng. Nếu cầu bất ứng, vấn đề là do nơi chúng ta. Hiện tại tôi đã đi làm việc được 2 tháng rồi. Xin cảm ơn chư Phật, Bồ Tát, Long Thiên, Thiện Thần, cảm ơn chư Pháp Sư đã hết lòng dạy dỗ con. Đệ tử Tam Bảo, ngày 10 tháng 1 năm 2016. Tâm sự người vợ. Bài tự thuật này là của Viên Viên, hội viên đoàn Tâm Thượng Liên Hoa. Chị ngày xưa đã trải qua kinh nghiệm thống khổ tận cùng. Sau đó, may gặp Thiện Tri Thức, chị phát tâm sám hối, tu trì, sửa lỗi và từng bước mài luyện tâm. Đến nay, chị hoàn toàn thay đổi, được hoán cốt trùng sinh. Sau đây là lời kể của chị. 1. Tự làm tự chịu. Lúc còn là thanh nữ ở nhà, tôi sống rất bất hiếu, do phụ thân có tính nóng nảy. Khi vui thì cư xử tốt với mẹ con tôi, nhưng hễ lên cơn giận thì không đánh cũng là quát tháo mắng chửi, khiến tôi mang cảm giác sống không an toàn, tâm tư luôn bị áp chế kìm nén. Do vậy mà tôi thường tránh mặt phụ thân, hiếm khi chịu trò chuyện cùng ông. Hễ vừa thấy ông là tránh ngay. Tôi không hề nghĩ đến cảm thọ của cha, không hề biết điều này sẽ làm ông tổn thương, khó chịu. Sau này, từ An Huy, tôi chuyển đến Thượng Hải sống và quen biết người chồng hiện tại bây giờ. Mới đầu, hằng ngày chúng tôi nhắn tin cho nhau, bỏ nhiều thời gian trò chuyện qua phone. Tình cảm ngày càng thấm thiết, hơn 1 năm thì kết hôn. Kết hôn xong, tôi sống chung với ba mẹ chồng. Mới đầu qua giai đoạn khách sáo, rồi thì bầu không khí chuyên chế, hung hãn, áp bức, nghi ngờ bắt đầu phây bủa quanh tôi. Chồng tôi bận đi làm, đến tối mới về. Tôi đa nghi như Tào Tháo, nên hay nghi thần, nghi quỷ, không ngừng gọi điện cho anh. Bây giờ nghĩ lại, đây cũng do tôi lớn lên từ gia đình có cảm giác không an toàn. Lại thêm tôi chưa hiểu Phật Pháp, quen chìm trong vô minh, không biết tỉnh giác, kiểm soát tự ngã. Tôi lúc đó rất lười nhác, tan sở về nhà thì lo ngủ. Ngủ cho tới lúc ăn cơm còn không muốn thức dậy. Mẹ chồng kêu ra ăn cơm, tôi vẫn không vui. Bản thân tôi hễ cho ra chút gì là luôn muốn được nhận lại.
không thu được chi thì ôm phiền vào lòng. Có lần tôi còn đến công ty của chồng mách chuyện, không hề nghĩ mình làm như vậy sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt nơi đơn vị anh. Chồng tôi rất tức giận, lại thêm những mâu thuẫn trước đây tích lũy, khiến anh rất khó khăn. Kết quả, đây là lần đầu anh đề nghị ly hôn. Đương nhiên tôi chẳng đồng ý, mặc dù bên ngoài tôi giả bộ nhún nhường, nhẫn nhịn, nhưng trong lòng tôi rất tức giận, cảm thấy bọn họ, tất cả nhà chồng đều có lỗi với tôi. Đã cưới tôi về, vì sao không cho tôi vui vẻ? Mặt mày tôi cả ngày u sầu, nhất là mỗi kỳ nhìn thấy mẹ chồng thì hận không được lập tức chạy về phòng đóng cửa lại ngay. Lúc ăn cơm, chồng tôi là khó khăn nhất vì phải ngồi giữa hai người đàn bà nghịch nhau nên sắc mặt rất khó coi. Vì vậy mà anh về nhà càng lúc càng muộn. Chuyện đi vắng, du ngoạn ngày càng nhiều, khiến tôi oán khí trong lòng ngày càng lớn. Kết hôn được hơn một năm, tôi sinh ra đứa con gái. Đây đúng ra phải là một việc hạnh phúc, nhưng những ngày tháng thống khổ của tôi lại bắt đầu. Bởi vì đối với mọi sự tình, tôi luôn nhìn theo chiều hướng xấu. Mẹ chồng chăm sóc tôi suốt thời gian ở cữ. Bà có bệnh suy nhược thần kinh, tối hay bị mất ngủ. Cha chồng còn phải đi làm, nên các việc trong nhà, bồng cháo nấu nướng đều do bà lo. Tôi còn oán bà buổi tối không chịu trông cháu. Hết tháng ở cữ rồi, tôi chăm sóc con, càng cảm thấy mẹ chồng chỗ nào cũng muốn gây khó dễ cho mình. Hễ tôi xem tivi, bà cố ý nghiêng người không cho tôi xem. Tôi thay đồ cho con rồi, bà lại cố tình thay cho cháu bộ khác nữa. Bây giờ nghĩ lại, thực ra những việc mẹ chồng làm là không có gì sai. Tất cả đều do tôi quá nhạy cảm, quá đa nghi, tự mình suy diễn chủ quan thôi. Lúc đó, mỗi lần về nhà thăm cha mẹ ruột, tôi luôn than kể mẹ chồng và phu quân đối với tôi không tốt. Mẹ tôi yêu con gái nên bênh tôi và nghiến răng trách họ. Cha tôi ở cạnh cũng nổi lôi đình theo. Khi con tôi được 6 tháng, tôi đòi đi làm, đem con giao cho mẹ chồng. Vì không muốn gặp mặt mẹ chồng nên tôi cứ sớm đi tối về. Chồng và con tôi đều chẳng quản. Cuối cùng dẫn tới một ngày, xung đột bùng phát. Mẹ chồng thấy tôi cả ngày chẳng quản gia đình, cũng chẳng lo cho con. Bà hết nhịn nổi, bèn tìm đến nhà tôi để mắng vốn. Do trước đó tôi đã ca cẩm nhà chồng rồi, nên khi mẹ chồng tôi vừa vào đến cửa, thì mẹ tôi nổi đoá, gây cãi với bà, âm ỉ tới mức đồ đạc bị ném tung ra ngoài. Lần xung đột này mở màn cho chồng tôi cùng đứng lên bên mẹ. Anh kiên quyết yêu cầu ly hôn. Hơn nữa còn cấm không cho phép tôi ngủ lại trong nhà họ. Một mình tôi thuê nhà ngủ bên ngoài. Con gái không thể gặp, chồng cũng không thể đến. Tôi còn phải đối diện với sự truy hỏi và tức giận của cha mẹ. Lúc đó trong lòng tôi có hối hận, nên đã ngỏ lời xin lỗi với chồng. Phu quân tôi rất tốt, anh cho tôi tiền thuê phòng. Mỗi cuối tuần đều để tôi được gặp con gái. Bây giờ nghĩ lại mới thấy anh và mẹ chồng tôi thật là từ bi, khoan hồng độ lượng. Duy chỉ lần này bất kể tôi cầu xin thế nào, anh vẫn kiên quyết đòi ly hôn. Hằng ngày tôi thui thủi một mình trong phòng thuê, ngồi khóc mướt. Ngày nào cũng chỉ ngủ 3-4 tiếng, khóc mệt thì ngủ. Sau đó thức dậy thì tiếp tục khóc ướt đẫm chiếc gối. Tôi nhớ con gái, trong lòng đau như dao cắt. Đầu tóc tôi chỉ mấy tháng mà bạc đi rất nhiều. 2. Càng đi càng sai. Chìm trong mê muội thống khổ cực đoan, tôi bỗng nhớ tới Bồ Tát Quan Âm cứu khổ cứu nạn. Thế là vội đến chùa chiêm lễ tôn tượng từ bi của Ngài, rồi thỉnh một tượng nhỏ của Ngài về thờ. Hằng ngày đứng trước Ngài lễ bái, lúc đó tôi hoàn toàn không hiểu thế nào là tu hành chân chánh theo Phật Pháp. Chỉ nghĩ rằng lễ trước Ngài như vậy là tin Phật, Ngài sẽ chúc phúc cho tôi.
Không ngờ đối với một kẻ hiểu biết Phật Pháp cạn cợt như tôi mà Bồ Tát cũng rủ lòng xót thương gia hộ. 3 tháng sau, chồng tôi nghe bạn bè khuyên giải, chẳng đòi ly hôn nữa. Lúc đó, tôi tuy có ý hối hận và mừng vui vì nguyện ước đạt thành, nhưng trong lòng vẫn còn nhiều điều chưa cam tâm, còn cảm thấy mình là kẻ bị hại, là một nàng dâu trẻ bị bên chồng ức hiếp đuổi ra khỏi nhà. Tôi ở ngoài thuê nhà cư ngụ ngót 3 năm. Trong 3 năm này, chồng tôi cũng thành ra ở 2 chỗ. Những tình tiết trong đây khó mà kể hết. Sau 3 năm, nhà cũ bên chồng tôi được phá bỏ, giải tỏa, di dời định cư, nên chúng tôi được chia một căn nhà. Lúc đó tôi nghĩ, bây giờ cuối cùng đã có thể không còn phải ngủ chung với mẹ chồng nữa. Tôi không nhìn thấy mẹ chồng, tóc ngày một bạc, hình dung tiều tụy, thân thể gầy ốm, đối với những gì bà đã hy sinh cho con trai. Lúc đó tôi nghĩ rằng tất cả bất hạnh của mình là do bà tạo ra. Thế nên tôi tự tạo nghiệp chướng hết chỗ nói, mang tâm tư đó thì bi kịch chắc chắn phải xảy ra. Trong thời gian sửa sang nhà mới, chồng tôi để tôi quản lý phụ lo. Nhưng tôi bất kể, tôi chỉ chăm chăm nhìn vào một điều là trên giấy tờ nhà có viết tên tôi hay không. Chồng tôi nói muốn làm giấy tờ nhà thì nội giao tế chi phí cũng tốn mấy vạn. Hiện tại anh chưa có đủ tiền nên khuyên tôi hãy đợi mấy năm nữa hẳn làm giấy, không cần phải gấp. Tôi nghe anh nói vậy rất tức giận, bắt đầu nghi ngờ anh. Tôi không thèm nấu cơm cho anh ăn, hằng ngày chiến tranh lạnh, con gái tôi cũng không thèm quản. Trong óc tôi toàn chỉ nghĩ, anh chẳng làm giấy tờ nhà chính là không thực lòng sống với tôi. Càng nghĩ càng tức, ôm đầy sầu muộn, dường như khí giận khiến tôi bị ưu bướu tuyến sữa. Khi đi khám thì tế bào đã biến dị, phải chữa hóa trị đan xen. Bác sĩ nói, để muộn 6 tháng sẽ khó trị. Trong một lần chồng tôi muốn ăn cơm mà tôi không thèm nấu, nên xảy ra xung đột. Anh nhịn hết nổi, đã ra tay đánh tôi. Tôi liền báo cảnh sát. Sau đó, tôi càng nghĩ càng uất, bèn đến hội phụ nữ, than oán mẹ chồng, do chẳng nghĩ đến hậu quả. Trong lúc bực tức, tôi tìm đến đài truyền hình, rêu rao trên tiết mục hòa giải, kể oán mẹ chồng đủ điều, gây ra ảnh hưởng và tai tiếng cực xấu cho mẹ chồng. Bây giờ nghĩ lại, đúng là lúc đó tôi không bằng cầm thú. Thuở tôi và chồng mới quen nhau, anh từng khuyên tôi đi học kế toán và sắp xếp cho tôi đến công ty bà con anh để học, giúp tôi biết rành việc sổ sách. Kết hôn rồi thì anh tài trợ cho tôi học đại học tài chính. Sau đó nhờ có mẹ chồng giúp trông con nên tôi mới toàn tâm toàn ý học thành tài. Khi mẹ ruột tôi bị bướu bao tử, chồng tôi đã lo giúp cho bà nhập viện, tìm bác sĩ hay chữa trị, mua thuốc. Việc mua thuốc men lúc đó khó khăn, dù có tiền cũng khó mua được. Mẹ chồng còn giúp tôi tìm phòng thuê hạ giá, để cha mẹ tôi xuất viện rồi có thể cư trụ an lạc. Tất cả đều là đại ân đức, nhưng tôi lại đối với họ thế này. 3. Gặp Phật Pháp được trùng sinh. Do vụ đứng tên giấy tờ nhà và con gái đi học mà tôi xảy ra tranh chấp không ngừng với chồng, cộng thêm những uất ức oan khuất trước đó, nên trong cơn tức giận không nghĩ đến hậu quả, tôi đã đến pháp viện đệ đơn ly hôn. Khi chồng tôi nhận được giấy tòa đòi, liền tìm tôi bàn bạc, nhưng tôi tránh mặt, chẳng thèm nói chuyện với anh. Bây giờ hồi tưởng lại, lúc đó tôi thiệt vô minh hết chỗ nói. Do tôi luôn có cảm giác không an toàn, cộng thêm bản tính hãy cho mình là trung tâm. Thực ra tôi cần tiền, cần nhà, cần con, chứ không hề muốn ly hôn. Tôi chỉ muốn chồng quan tâm tới mình, nghe mình mà thôi. Trong thời gian đó, tôi đúng là sống không bằng chết. Nghĩ lại mình trước đây vốn là một cô gái thuần khiết, bị cả nhà họ áp bức đến nỗi biến thành như thế này. Thế nhưng vì sao lại đến nước này? Làm thế nào mới đúng? Sâu thẳm trong đáy lòng tôi có cảm giác mình làm vậy là không đúng, nhưng lại không tìm ra đáp án. Trong thống khổ mê muội, tôi lại đến chùa lễ Bồ Tát. Vẫn là giống như trước đây,
tôi cứ khấu đầu lại cầu Bồ Tát gia hộ chỉ điểm phá mê. Lần này tôi tiến thêm một bước là kết duyên cùng Phật Kinh. Một cuốn thiện thư, không phải kinh Phật, ngày đó hấp dẫn tôi, ngoài bìa có đóa sen trang nhã. Tôi nhìn rất ưa, đó là cuốn Tâm Thượng Liên Hoa Thứ Đệ Khai, tập 6. Mỗi câu chuyện trong sách thu hút hấp dẫn tôi, khiến tôi đọc đi đọc lại ngót mấy lần, nhất là trong đây có một bài viết của một người vợ có cảnh ngộ giống hệt như tôi. Nó lên nỗi niềm thức tỉnh giác ngộ, tự nhìn ra lỗi. Tôi cảm thấy mình thua xa cô vợ kia vì cô ta phản tỉnh thật là sâu sắc. Tôi nghĩ đến những điều mình đã làm, lương tri bắt đầu thức tỉnh. Sau khi về nhà, tôi ngồi kiểm điểm lại bản thân một hồi, rồi bật khóc to. Lần này không phải là khóc vì oan khuất, mà vì cảm thấy mình có lỗi với người quá nhiều, thật quá nhiều đi. Tôi là kẻ vô ân, những gì người làm cho mình thì luôn cho là lẽ đương nhiên. Tôi sống không có trách nhiệm với cha mẹ ruột lẫn cha mẹ chồng. Là con không tròn hiếu đạo, là vợ không tròn bổn phận, nhìn góc độ nào tôi cũng đều không tốt. Khi tôi nhận ra mình đã sai quá mạng thì vội vàng đi rút đơn kiện lại. Nhưng đã muộn, tôi vừa rút đơn thì chồng tôi cũng đã nộp đơn khởi tố, còn dứt khoát bảo tôi: anh đã tha thứ cho tôi vô số lần, nhẫn nhịn tôi vô số lần, anh chịu đựng quá đủ rồi, nên kiên quyết ly hôn. Bây giờ tất cả xem như vô phương cứu chữa. Tôi cảm thấy mình thực tại quá thống khổ, không ai có thể hiểu, thông cảm cho. Thế là ngay trong ngày xét xử, tôi uống hết một liều thuốc ngủ, viết một phong thư tuyệt mệnh rồi nằm trên giường liệm đi. Trước thời gian tự sát, tôi được Liễu sư tỷ dìu dắt, hướng dẫn đến chùa kết duyên với kinh Địa Tạng. Ngày nào cũng tụng, hy vọng Bồ Tát từ bi không bỏ rơi tôi. Đồng thời tôi cũng cố gắng tham gia đội Liên Hoa. Trong ngày cuối cùng, tôi có biểu lộ ý nghĩ lìa bỏ thế giới này. Sau đó tôi được biết, trong suốt 2 ngày tôi hôn mê, các pháp hữu trong đội luôn tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho tôi. Các đồng nghiệp bạn thân thấy tôi 2 ngày rồi không tới sở làm mà liên lạc tôi cũng không được, nên họ lo lắng cùng tới nhà tôi thăm thử. Phát hiện tôi đang hôn mê bất tỉnh nên vội chở tôi đến y viện cấp cứu. Đúng là chư Phật Bồ Tát không hề bỏ rơi tôi, nhờ vậy mà tôi được cứu sống. Mấy ngày trước khi tự sát, tôi từng gửi tiền phóng sinh cho đoàn Liên Hoa. Có lẽ nhờ ý thiện muốn mở con đường sống cho loài vật, mà trong vô hình cũng đã mở sinh lộ cho chính tôi. 4. Bắt đầu chuyển đổi. Phu quân tôi yêu cầu khởi tố ly hôn, song do tôi tự sát nên bị hoãn lại. Thế nhưng việc gì đến phải đến, không thể do tôi thực sự nhận ra sai lầm mà cứu chữa được ngay. Tại pháp đình, dù tôi khóc lóc van xin thế nào, chồng tôi vẫn lạnh như băng, không mảy may xúc động. Anh thẳng thừng nói không còn chút cảm tình nào với tôi. Lời lẽ lạnh lùng, ánh mắt băng giá càng khiến tôi khóc ngất. Tôi kiên quyết không đồng ý ly hôn. Lúc đó tòa cũng không phán ly hôn, chỉ bảo tôi có cố níu kéo cũng vô nghĩa thôi. Nếu sớm biết có ngày nay thì ban sơ đừng làm vậy. Hôm đó tôi khóc sướt mướt cho đến khi về tới nhà, vẫn còn khóc mãi, khóc đến không còn sức để khóc nữa, thì nằm chết dí trên giường mà rên rỉ. Trong thời gian này, một mình tôi cô lẻ ngủ tại căn nhà mới, chồng và con tôi ở bên nhà chồng. Phu quân hầu như không nói chuyện cùng tôi, có nói gì thì chỉ là yêu cầu ly hôn. Tôi chỉ có thể gặp con gái mỗi cuối tuần một lần. Tinh thần và sức khỏe tôi cực kỳ tồi tệ. Mặt mày ảm đạm, không còn chút sinh khí. Mỗi lần con gái gọi điện tới nói nhớ mẹ, tôi đều khóc, khóc đến không còn sức để khóc. Đêm đến, tôi thường mất ngủ, dù có ngủ cũng luôn thấy ác mộng, thức dậy thì lại bắt đầu khóc tiếp. Ban ngày, tôi luôn rơi vào ưu tư sầu khổ. Hễ nghĩ là nhớ tới những điều sai mà tôi đã làm trong quá khứ, không kềm được, toàn thân phát run.
thở cũng không nổi, mồ hôi tuôn đầy, chẳng muốn ra khỏi cửa. Tôi rất sợ gặp người. Cả thân tâm đều bị dày vò bởi niềm xấu hổ, không thể tưởng tượng được rằng mình có thể sống tiếp trong tương lai. Điều khiến tôi cảm động nhất là cho dù tôi xấu xa như thế, chư Phật Bồ Tát vẫn từ bi không bỏ rơi một chúng sinh đang quẫy đạp trong đau khổ như tôi, vẫn nhất định cứu tôi. Các sư trưởng, bằng hữu thân thiết cũng không lìa bỏ tôi, từ bi giúp tôi. Các pháp hữu trong đội Tâm Thượng Liên Hoa cũng không bỏ rơi hay ngại tôi làm phiền chi, ngược lại còn rất nhẫn nại hướng dẫn tôi. Dưới sự dìu dắt của chư pháp hữu Phật tử, tôi ra sức sửa lỗi đổi mới, khởi sự tụng kinh Địa Tạng, tụng mỗi ngày, hơn nữa còn sao chép lễ lại Bồ Tát Địa Tạng Vương, viết ra những cảm ngộ nhờ tụng kinh mà tâm chuyển hóa. Ở trước chư Phật Bồ Tát, tôi thành tâm ăn năn sám hối những lỗi sai của mình, phát nguyện sửa lỗi đổi mới. Khi tôi hồi tưởng đến những lỗi bất hiếu trong quá khứ của mình, tôi chìm đắm trong khổ sầu không ngoi lên được, đến tụng kinh chẳng nổi. Các pháp hữu khuyên tôi, những sai lầm trong quá khứ đã vô phương cứu chữa và nhân quả hiện tại cũng đã trừng trị tôi rồi. Tại nơi đây, tôi đặc biệt muốn cảm ơn các pháp hữu trong đội Liên Hoa, nhất là sư tỷ Tố Tâm. Trong tháng ngày khốn khổ cực cùng của tôi, chị Tố Tâm luôn kề vai sát cánh, chia sẻ kinh nghiệm tu hành của chị nơi nhà mẹ chồng để khuyến khích cổ vũ tôi, đem đến cho tôi sự phụ trợ lớn lao không gì có thể sánh. Nếu như không nhờ chị, có lẽ tôi khó thể chuyển đổi nhanh như thế này. Chị Tố Tâm dạy tôi nên bắt đầu sửa đổi từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. Chẳng hạn như phải quét dọn nhà sạch sẽ, phòng ốc giữ thanh khiết, vật gì không cần thì thanh lý cho đi. Khi tôi quét nhà, lau dọn, tôi có cảm giác như đang lau chùi tâm mình, quét sạch hết mọi ô uế ra khỏi tâm, sau đó thì niệm Phật, tâm mới tịnh hóa. Còn có pháp hữu khuyên tôi đọc Liễu Phàm Tứ Huấn, bảo tôi hãy để tất cả lỗi lầm chết theo ngày hôm qua, xem hôm nay là một ngày mới bắt đầu. Rằng nghiệp lực tuy lớn nhưng nguyện lực từ bi của chư Phật Bồ Tát còn lớn hơn. Hãy đem nỗi niềm cảm ngộ tri ân chư Phật Bồ Tát theo mình. Để khi đi đường, ngồi xe, làm cơm, nấu bếp hay quét dọn, nghĩa là làm gì trong bất cứ thời khắc nào cũng phải âm thầm niệm Phật, nên hành xử tương xứng với lòng từ và trí huệ của chư Phật Bồ Tát, và nguyện đem phúc điền này hồi hướng cho chúng sinh. Cứ thế, từng bước tôi khuôn tập thói quen tốt này, tâm tư dần chuyển sáng. Tôi thực sự ý thức làm tổn hại người chính là tự làm tổn hại mình. Muốn sửa quan niệm ích kỷ xa xưa của mình, tôi không nóng nảy hấp tấp, không cho mình là trung tâm, luôn đặt mình vào vị trí người mà thông cảm, hiểu thấu, khoan dung, nhẫn nại, chịu khó với người. Tôi thường quan sát kiểm lỗi nội tâm mình, hễ vừa khởi niệm xấu thì lập tức sám hối để tiêu trừ ngay. Lo buông bỏ ngã chấp, học và hành theo gương từ bi trí huệ của chư Phật Bồ Tát, chỗ chỗ đều nghĩ cho người, học cách sống, biết tri ân và báo đáp. 5. Sửa lỗi, học tri ân. Ngẫm kỹ lại, trước đây tôi có rất nhiều điều không phải. Là con thì bất hiếu, chẳng quan tâm cha mẹ. Làm dâu thường xung đột mẹ chồng, làm vợ không dịu hiền. Hiện thời tôi cần làm tròn bổn phận mình, thậm chí phải làm cho chu đáo, ưu tú. Đầu tiên tôi phải sửa đổi với gia đình. Sau đó thì tôi chẳng quan tâm tới việc có ly hôn hay không. Bất kể chồng tôi quyết định thế nào, tôi đều phải sửa lỗi, đổi mới, lo hoàn thiện bản thân mình, chứ chẳng phải vì muốn không ly hôn mà sửa. Bởi trong quá khứ tôi đã làm sai, đã mang lại nhiều thống khổ cho người bên cạnh. Vì vậy mà tôi muốn chuộc tội bằng cách sửa đổi chính mình. Dù thế nào, tôi cũng phải làm chu toàn trách nhiệm của mình. Nếu như duyên phận chúng tôi đã hết, anh muốn ly hôn thì tôi xin chiều ý và chân thành chúc anh hạnh phúc.
tâm được bình hòa lại rồi, tôi không còn chấp trước hay muốn thủ riêng gì nữa. Dần dần những ưu tư trói buộc tôi càng ít đi. Hồi xưa mỗi ngày cứ khoảng 3 giờ chiều là tâm tôi suy sụp buồn bã, cứ muốn khóc, muốn phát khùng, thậm chí muốn tự sát. Giờ đây các suy nghĩ tiêu cực này ngày càng ít đi. Cho đến qua năm mới thì không còn nữa. Ban đêm tôi cũng không còn mất ngủ hay nằm thấy ác mộng chi, mà ngủ rất ngon, khiến các bạn bè và sư trưởng chung quanh đều khen tôi thay đổi lạ đến mức hầu như không còn giống gì ngày trước. Sắc diện cũng trở nên đẹp hơn. Trong công tác, tôi đối với công ty, đồng sự quan tâm nhiều hơn, nhiệt tình, chăm chỉ, mối quan hệ giao hảo rất tốt. Về công tác cảm thấy rất thuận lợi, trong sinh hoạt càng lúc càng chan hòa lòng yêu thương, tri ân, từ bi. Nhưng quá trình sửa lỗi của tôi, kể thì thấy dễ vậy, chứ trong thực tế tôi thường phải tập tành, làm đi làm lại nhiều lần, vì chỉ cần một chút không cẩn thận là mất tỉnh giác, tập khí mê muội hồ đồ sẽ bộc phát y như xưa và khiến tôi làm sai. Có một dạo tôi chìm trong chấp trước, đắm trong thống khổ mà chẳng thể ngóc đầu lên. Những lúc đó tôi rất phiền muộn nên tìm chị Tố Tâm nhờ tháo gỡ giùm. Hồi đầu có lần tôi nhắn tin cho chồng rất lâu mà không thấy hồi âm, tôi nhân đó bị chìm vào vực thẳm buồn sầu. Chị Tố Tâm khuyên phải tin chư Phật Bồ Tát, chỉ bảo tôi tụng 21 biến tâm kinh để dừng vọng niệm, hãy y theo Phật pháp dạy mà làm đúng bổn phận con gái, nàng dâu, vợ hiền. Tôi cũng đến nhà cha mẹ ruột sám hối với phụ thân vì trước đây cư xử lãnh đạm làm ông buồn. Tôi khóc, phụ thân cũng khóc. Tôi nói mình bất hiếu, đã biết lỗi sai, xin phụ thân tha thứ. Cha tôi bảo, biết sai là tốt, ông tha thứ cho tôi. Hiện nay, tôi và song thân cảm tình rất tốt, tính cáu gắt của phụ thân cũng đỡ rất nhiều. Tôi nhắn tin cho chồng và mẹ chồng, cảm tạ đại ân đại đức của họ, cảm ơn họ quan tâm chăm lo cho con gái tôi, hướng họ sám hối những lỗi sai của mình. Tất nhiên, bên chồng tôi không thể nào chấp nhận ngay được. Tôi hiểu, băng kết dày ba thước có thể làm tan chảy mau trong sớm chiều, bởi trước đây tôi đã làm họ tổn thương quá sâu. Mới đầu, mỗi cuối tuần khi tôi đến đón con gái, mẹ chồng không cho tôi vào cửa, còn các món quà tôi mua đem đến biếu, bà đều bỏ ngoài cửa. Lúc đó trong lòng tôi nghĩ, cho dù mẹ chồng có đánh hay chửi mắng hoặc ném đồ vào tôi thì tôi vẫn không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục tặng quà. Bởi tất cả những gì tôi làm bây giờ là để cứu chuộc, tạ lỗi mà thôi. Dần dần, mẹ chồng đã chịu gọi điện tới dặn tôi mua thứ này, thứ nọ, những đồ cần cho việc học tập của con gái đem đến. Cuối tuần, khi chồng tôi tới đón con, anh cũng ghé vào nhà xem tivi đôi chút. Mặc dù không trò chuyện cùng tôi, không ăn cơm tôi nấu thì tôi cũng rất cảm ơn rồi. Tôi luôn giữ nhà cửa sạch sẽ, anh tới thì tôi luôn pha trà nóng bưng lên mời. Do anh thường đi làm, tôi bảo anh để y phục dơ cho tôi giặt. Giải thích là mẹ đã rất cực nhọc rồi nên để tôi làm tiện hơn. 6. Cải biến triệt để. Khi trong lòng không còn đòi quyền lợi cho mình, toàn tâm toàn ý chăm sóc người, chỉ muốn biểu lộ lòng tạ ơn, chỉ muốn làm được chút gì đó cho người. Hành vi này đã khiến nội tâm tôi hoàn toàn chuyển biến và người cũng cảm nhận được lòng tôi. Cuối năm này, chồng tôi ghé qua, tất nhiên không ăn cơm mà sẽ dùng tiệc tất niên bên chú. Anh cũng không mời tôi đi, tôi cũng chẳng giận, còn làm bánh ngon gửi tặng. Sau đó, mình tôi ở nhà quét dọn nhà cửa sạch sẽ, đợi anh và con gái ăn tiệc xong quay về. Qua mấy ngày sau, anh nói muốn tôi viết đơn nhận lỗi, muốn tôi chủ động từ bỏ quyền sở hữu nhà cửa. Tôi hoàn toàn đồng ý. Hơn nữa, trong lòng rất vui vẻ vì anh đã cho tôi cơ hội sám hối. Tôi viết 2 đêm thì xong. Lúc này chồng tôi chủ động
nói sẽ tặng tôi 20% sản quyền, nhưng tôi không hề yêu cầu. Còn xác nhận mình tự nguyện buông bỏ tất cả sản quyền phòng ốc. Trước đây tôi xem trọng nhất là tài sản, nhưng bây giờ tôi thực tâm muốn buông bỏ hết mọi vật chất mà xưa kia tôi rất chú trọng. Bạn biết không, buông xả rồi thì trong lòng phi thường thoải mái, nhẹ nhõm. Tôi tận hưởng niềm kinh an khoái lạc chưa từng có. Đây là điều tôi thu được quá lớn lao. Qua xuân tôi vẫn kiên trì làm những gì cần làm. Quét dọn vệ sinh, lau nhà sạch sẽ, nhiệt tình làm cơm, nấu bếp. Tôi lưu tâm nghiên cứu các món chay ngon để nấu đãi người. Ngày xưa tôi vốn là cô gái lười nhác, nhưng bây giờ dù anh chỉ ghé thoáng qua thì thức ăn, nước uống, chăn mền, ghế, giường tôi đều giữ sạch sẽ. Bất kể anh có đến ở hay không, có dùng cơm hay không, thì tôi luôn làm mâm cơm tươm tất để sẵn. Lâu dần, anh cũng nhận ra tôi có thay đổi, bắt đầu giao hảo tốt hơn. Một ngày trung tuần tháng 3 năm nay, hôm đó trời rất đẹp. Anh bỗng đến bảo tôi thu xếp hành lý, giải thích là bạn anh vừa mua xe, mời cả nhà chúng tôi đồng đi du ngoạn. Tôi ngoan ngoãn chuẩn bị hành lý, dẫn con gái cùng đi. Trong chuyến du hành, anh mua kẹo mạch nha cho tôi ăn. Nhưng mạch nha dẻo quá nên tôi ăn lúng túng, dính tùm lum, khiến anh bật cười. Chúng tôi du ngoạn rất vui. Con gái tôi rất vui sướng. Cả ba chúng tôi cùng hạnh phúc. Niềm hạnh phúc mấy năm rồi chưa từng có. Từ lần đi chơi đó về, anh bắt đầu ăn cơm tôi nấu. Chúng tôi bắt đầu giao lưu cảm thông nhiều hơn. Năm nay, ngày mùng 1 tháng 5, tôi và chồng đồng lên núi lạy Bồ Tát Địa Tạng Vương, ngủ lại núi một đêm. Buổi khuya nghe trong chùa tụng kinh khóa sáng, trong lòng đối với Bồ Tát bỗng thấy lưu luyến vô hạn. Tháng 10 năm nay, em gái tôi sắp kết hôn, chúng tôi hẹn nhau sẽ đi bái Bồ Tát Địa Tạng. 7. Hạnh phúc như mơ. Bây giờ trong cuộc sống, chỗ nào cũng nhìn thấy tấm lòng tốt của chồng tôi bàn bạc. Khi anh ở nhà thì từ sáng sớm đã thức dậy, nấu nước nóng, pha trà, đặt bên cửa sổ. Đợi con gái và tôi thức dậy rồi thì có trà ấm nóng để uống. Khi tôi và con gái đi đánh răng rửa mặt thì anh vào xếp mền. Tôi bảo anh đừng xếp, để đấy lát nữa tôi làm. Nhưng anh dịu dàng nhìn tôi vừa gấp xong cái mền. Tôi thật là không tròn phận vợ. Khi tôi tình cờ nói thích ăn sầu riêng thì hôm sau anh lập tức mua về, còn mua thêm quả vải to ở tận sân trúc. Anh giải thích phải ăn sầu riêng chung với trái vải sân trúc, như vậy mới tốt, nếu không sẽ dễ bị nóng lắm. Anh thật là ông chồng chu đáo quá đi. Đúng lúc bạn bè tới thăm, tôi cùng họ dùng sầu riêng. Từ sở làm anh gọi điện về, hỏi tôi ăn có ngon không. Không phải vì lời hỏi thăm mà chính cung cách thể hiện tấm lòng quan tâm ân cần của anh khiến tôi thấy ấm áp vô hạn. Bây giờ mẹ chồng hàng ngày đều thay tôi đón con gái giùm. Bà dành cho tôi rất nhiều sự thoải mái. Để tan sở, tôi có thể đi làm những gì mình thích. Tôi thầm tri ân bà. Mẹ chồng còn luôn gọi điện dặn tôi chú ý. Khi trong người bị nóng thì phải ăn gì, bụng không thoải mái nên ăn gì. Thật là nhà có người già như có trân bảo vậy. Bình thường trong sinh hoạt, chồng tôi rất tế nhị. Anh quan tâm lo cho tôi từng chút, luôn kiểm tra xe để tôi chạy an toàn. Khi tôi đi họp bạn, anh âm thầm nhét tiền vào bóp tôi, sợ tôi không đủ dùng. Ngày cuối tuần, anh chẳng nói lời nào, dẫn tôi đi đến tiệm quần áo. Tôi ngỡ anh muốn mua y phục cho mình, ai ngờ anh toàn mua cho tôi. Ngày nghỉ, anh chở tôi đi ăn thức chay ngon ở khu phố lớn. Tôi là chúa ưa ăn hàng, rất khoái tẩm bổ thân thể đó nha. Sau khi ăn xong thì anh dẫn tôi đi xem phim. Cuối tuần trước, anh chở tôi đến khu đại lâu cao 46 tầng để ngắm cảnh. Những gì anh làm cho tôi đều biểu lộ tình thương nồng ấm. Tôi đứng bên sông say sưa ngắm cảnh,
góc độ nào cũng đẹp. Tôi nhìn thấy hòn ngọc Đông Phương, trung tâm Hoàng Châu, trung tâm Thượng Hải, đẹp quá trời đi. Rồi tôi nhìn sang anh, thầm nghĩ tấm lòng anh mới là đẹp nhất, đẹp hơn mọi mỹ cảnh quanh đây. Anh đối với tôi thật ấm áp, chan hòa tình thương, khiến tôi như tan biến trong đó. Cuộc sống gia đình hạnh phúc quá tuyệt vời mà tôi có được đây chính là nhờ Phật Pháp, nhờ chư thiện tri thức đã chỉ dẫn tôi, giúp tôi thức tỉnh, nguyện sửa đổi mình, phát tâm sám hối, tri ân. Biết nhìn điểm tốt nơi người bên cạnh mình, từ bỏ lòng ích kỷ nhỏ nhen, hiểu rằng sống nên biết cho ra, thay vì cứ đòi nhận. Kể từ đó tất cả đều thay đổi. Tôi không ngờ mình lại thu hoạch quá nhiều điều phi diệu, đến nỗi tôi chỉ biết kinh ngạc và mừng vui bất tận. Hiện tại tôi chỉ có thể công phu vào lúc rảnh, do bận đi làm, bận lo cho gia đình. Dù thời khóa công phu được tôi dành cho thời gian rất ít, nhưng đối với Phật Pháp, tín tâm tôi càng lúc càng mạnh. Tôi không còn chấp vào quá khứ để khổ đau, tiếp tục học tập thực hành Phật Pháp, vui với hạnh phúc an lạc hiện tại. Trước mắt, tạm thời chồng tôi vẫn chưa hiểu việc tu trì tụng kinh của tôi. Vì không muốn làm phiền anh, nên tôi thường tụng thầm, niệm Phật, niệm Bồ Tát Địa Tạng Vương, âm thầm, tiếp tục hồi hướng cho chúng sinh, cho thế giới. Ghi thêm, hôm kia chúng tôi đi làm giấy tờ nhà, anh lại ghi tên tôi vào. Hy vọng câu chuyện của tôi sẽ giúp các chị em phụ nữ đồng cảnh ngộ còn đắm trong vô minh đau khổ sẽ tìm được lối thoát giống như tôi. Lời bình. Anh chồng trong đây là người tử tế có trách nhiệm. Anh không hề lăng nhăng hay dở thói trăng hoa trong suốt thời gian dài xa cách bất hòa với vợ. Viên Viên viết bài tự thuật này trong trạng thái hoàn toàn tỉnh giác, nên luôn thấy ưu điểm bên nhà chồng và sẵn sàng tự nhận chỗ sai của mình. Cô đã nếm vị ngọt nhờ vào lòng chân thành, hành trì Pháp Phật và tu sửa bản thân. Hạnh phúc này do chính cô tạo ra và tự chiêu cảm lấy. Sau đây là một câu chuyện kể khác nữa của Viên Viên. Mối duyên của Dượng X. Dượng X là chồng của cô tôi. Mẹ Dượng X do xung đột trong gia đình khó khăn nên tự sát. Tính cô tôi vốn nóng nảy không tốt nên đối với Dượng rất lạnh nhạt, có thể nói là hôn nhân họ chẳng hợp nhau. Hồi đó Dượng rất muốn ly hôn, nhưng sau khi nghe một người bạn nói do anh ta ly hôn mà con trai tự sát, nên Dượng vì lo nghĩ cho con trai mà không ly hôn. Đợi đến khi con trưởng thành rồi, Dượng mới ly hôn. Dượng và cô tôi ly hôn rồi, nhân duyên chuyển xoay khiến Dượng gặp người vợ hiện tại đây. Do vợ sao là cô gái trẻ đẹp, kém Dượng 20 tuổi, nên Dượng cũng sợ nếu kết hôn sẽ không ổn, nên đối với việc tái hôn này, lòng rất ưu tư. Dượng có một người bạn là đệ tử một vị sư, tu ở ngôi chùa nơi Quảng Tây, được bạn giới thiệu đi gặp sư phụ. Dượng dẫn theo cô bạn gái trẻ đẹp đến chùa, nhưng để cô bạn gái đứng bên ngoài chờ đợi. Sau khi Dượng vào chùa rồi, sư phụ liền bảo, ông bình sinh xử việc rất tốt, vợ của ông hiện đang đứng đợi ở bên ngoài. Rồi sư phụ giảng rõ căn nguyên mối lương duyên hiện thời của Dượng như sau. Khoảng 30 năm trước, lúc ông đang học đại học,
lần nọ đi đường tình cờ gặp một thiếu nữ chết đuối. Ông đã bỏ ra 10 đồng nhờ thuyền phu vớt cô gái ấy lên. Hồi ấy 10 đồng là số tiền rất lớn. Do cô gái được vớt lên thân không còn y phục nên ông liền cởi áo khoác đắp cho cô, sau đó đặt thi thể cô bên đường đợi người thân đến nhận. Cô gái này hiện nay đã chuyển thế chính là vì cô nương đang đứng bên ngoài đợi ông. Dượng cũng kể cho tôi nghe, cô gái hiện thời so với cô gái chết đuối năm xưa, diện mạo rất giống nhau. Tuổi tác tính từ năm cô chết đến sinh ra cũng rất phù hợp. Sau khi nghe sư phụ giảng nhân quả, Dượng mới an lòng và quyết định kết hôn với mỹ nữ này. Về sau, họ có một con trai, Dượng độ 50 tuổi, còn cô vợ xinh như hoa kia chỉ khoảng 30. Họ là cặp đôi, chồng già vợ trẻ điển hình, chung sống rất hạnh phúc. Dượng bản tính tốt, rất trọng nghĩa, nhà lại rất giàu. Cho dù đã ly hôn, Dượng cũng chia nhà và nhiều tiền cho vợ trước. Khi vợ trước bệnh, Dượng lo cưu mang, chăm sóc chu đáo. Nhưng lúc Dượng bệnh thì vợ trước không lo, tất cả đều do một tay của vợ sau chăm sóc. Lúc Dượng sinh bệnh, các bác sĩ chuyên môn đều nói là bị ung bướu. Sư phụ dạy Dượng nên phóng sinh. Tuy không hiểu biết gì, nhưng Dượng cũng mua nhiều rùa thả. Nói ra cũng lạ, bệnh Dượng lại được lành, chẳng biết cùng phóng sinh có quan hệ chi chăng. Nhưng tôi cảm thấy Dượng rất có duyên với Phật. Sau khi lành bệnh, Dượng bèn dẫn vợ con đi triều lễ thánh địa của chư Phật Bồ Tát. Tôi kể chuyện Dượng là muốn nói về nhân quả, do mẹ tôi không tin Phật, nhưng vì câu chuyện của Dượng chân thật như thế, nên mẹ tôi nhờ đây mà bắt đầu tin sâu nhân quả. Vợ chồng là duyên, do ác duyên hay thiện duyên mà tìm đến với nhau, không duyên thì chẳng kết. Cô tôi là vợ trước lại chẳng chăm lo cho Dượng, có lẽ duyên và nợ không sâu, nhưng cô vợ sau vì báo ân mà tìm đến, dù ngày xưa Dượng chỉ cứu thân xác cô, nhưng nghĩa cử và tấm lòng nhân hậu của Dượng vẫn được thiện báo.